Ta đến với hình xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Trần Dương Thành là Nguyễn Văn Toàn. Các cầu thủ tiếp theo còn có số 2 Lê Văn Xuân, số 3 Vũ Tiến Long, số 4 Nguyễn Thanh Bình, số 5, số 7 Lê Văn Đô, số 9 Nguyễn Tiến Linh, số 10 Lý Công Hoàng Anh, số 14 Nguyễn Hoàng Đức, số 16 và chờ đợi những khoảng trống để cầu thủ phía trên khai thác. Rất tốt. Tiến Linh! Không vào! Chưa có bàn thắng mở tỷ số dành cho U23 Việt Nam ở trong một pha bóng hay vừa rồi. Người đường chuyền thực hiện đường chuyền là Nhâm Mạnh Dũng. Hai tiền đạo của U23 Việt Nam đã có một pha phối hợp tốt. Chúng ta đang theo dõi lại tình huống mà tất cả có lẽ đã đứng cả dậy. Nhưng bóng vẫn không đi vào trong khung thành. Ninh Mát đá cả những quả bên phía cánh phải. Không có gì khó khăn. Văn Toàn đã kiểm soát trọn cái bóng trong đôi tay của mình. Trong hai quả đá phạt góc của mình thì Ninh Mát đã chọn hai kiểu đá khác nhau, một lần bóng bổng và lần vừa rồi là quả bóng ở tầm thấp để cho cầu thủ đồng đội chạy cắt mặt dứt điểm. Đó là Khalili, người trận đấu với... Chính xác, Hùng Dũng. Đó là một khoảng không gian hoạt động người yêu thích của Đỗ Hùng Dũng và đây là Hoàng Đức. Cú đá bất ngờ về phía khung thành của thủ môn Afghani. Không có cơ hội để đi bóng sát xuống đáy sân. Lê Văn Đô. Tiến lên. Áp sát. Cầu vào. Vừa rồi thì Tiến Linh lại có thêm một cơ hội nữa để anh nghĩ đến việc làm tung lưới khung thành của U23 Malaysia. Không phải là không có những khe hở nơi hàng phòng ngự đông người của U23 Malaysia, mà đây là một tình huống điển hình. Pha bóng vào cực kỳ dũng mãnh sau đó là của Nhâm Mạnh Dũng. Nhưng trước đó chúng ta nói đến pha phối hợp này khi Tiến Linh được trao cơ hội. Trước sự vây giáp của đối thủ thì bên phía cánh phải Lý Công Hoàng Anh và Lê Văn Đô vẫn tìm được thấy nhau. Và lựa chọn này của Lê Văn Đô là hợp lý lắm rồi. Cho đến thời điểm này mà U23 Việt Nam có được cũng xuất phát từ bên phía cánh phải. Hoàng Đức. Lê Văn Đô. Hoàng Đức. Hoàng Đức. Cú sút. Không vào. Hoàng Đức là một dạng cầu thủ mà không cần quá nhiều đà nhưng anh vẫn có thể thực hiện những quả sút bóng với lực căng. Chúng ta đang được theo dõi lại những góc máy khác nhau. Và chúng ta cần một tiền đạo có khả năng độc lập tác chiến tốt như Văn Tùng. Vẫn là Văn Tùng, Tiến Linh! Vẫn là Tiến Linh! Người đã phá bóng trong chân của Tiến Linh là Rusmini. Một pha đi bóng dũng mãnh của Tiến Linh nhưng vẫn còn hai cầu thủ Malaysia bên phần sân nhà. Một tình huống chơi bóng bổng và cú đầu đưa bóng vào xa. Phải nói là thoát tim với pha bóng vừa rồi của U23 Malaysia khi cầu thủ rất giỏi trong những tình huống cố định là Ninh Mát thực hiện một quả chơi bóng lợi hại ở bên trong. Có đến 3 cầu thủ của U23 Malaysia cùng nhau nhảy lên. Và phải chăng là điều đó đã tước đi cơ hội phạt góc để người thực hiện là Hùng Dũng. Việt Anh. Thể lực của đội tuyển U23 Việt Nam vẫn đang được duy trì ổn định. Và đây là tình huống mà Việt Anh đã có thời cơ để dứt điểm. Giá mà bóng trúng khung thành. Đợt tấn công cuối cùng ở hiệp phụ thứ nhất. Cơ hội Huỳnh Công Đan. Dứt điểm. Không biết đó có phải là cú đá thẳng của Huỳnh Công Đến về phía khung thành của U23 Malaysia hay không. Đã có lúc thủ môn dự bị của U23 Malaysia sẵn sàng vào sân. Nhưng Angani giờ vẫn đứng trong khung thành của đội bóng áo vàng.
Phan Tuấn Tài, bắn tung. Chất lượng những cú tạt bóng của Phan Tuấn Tài là tương đối tốt kể từ khi cầu thủ áo số 12 vào sân. Người đứng trước quả bóng này là Hùng Dũng. Đây đá! Và chiến quả này thật là ngọt ngào và thật xứng đáng với màn ăn mừng bùng nổ giàu cảm xúc của Tiến Linh cùng với các đồng đội. Đó là sự dồn nén của Tiến Linh và của U23 Việt Nam. Và bây giờ thì mọi cảm xúc đã lên đến cao trào để mang đến Tiến Linh bằng lên. Không được, một ý đồ đẹp bóng qua tay thủ môn đối phương. U23 Malaysia phải dâng lên, chẳng có cách nào khác cả. Nhưng điều đó lại khiến cho cánh cửa đến lúc thành của đấu này mở toang đối với chân sút Tiến Linh. 2022 kỳ SEA Games 31 tại Việt Nam. Một không dành cho U23 Việt Nam. U23 Thái Lan gọi và U23 Việt Nam đã trả lời. Một sự kiện thắng tốt độ của huấn luyện viên Park Hang-seo và của các cầu thủ, của Đỗ Hùng Dũng, một người trải qua những trận chinh chiến biết bao năm và bây giờ là một trạng thái nằm nghỉ sau những vất vả mà các anh đã trải qua. Và khoảnh khắc